Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Kiến thức ngành may mặc của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh chỉ máy may gia đình sao cho đường chỉ ra thật là đẹp. Thì để chiếc máy may gia đình này mà có đường chỉ đẹp á, thì chúng ta phải đảm bảo được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là quy trình sò chỉ của chúng ta phải đảm bảo là đúng đường đi theo sơ đồ của máy. Đấy các bạn, chúng ta phải sò theo đúng quy trình nhé, chạy ở trên xuống đây lên qua cái cò chỉ nha, móc vô cái cò chỉ này, móc vô cò chỉ mới đi xuống dưới cái kim, mà đảm bảo phải ráp kim đúng nha mọi người. Đó. Còn thứ hai là chúng ta phải đảm bảo là ráp con suốt đúng nha. Đây nha mọi người, phải đảm bảo là ráp đúng suốt nha. Chúng ta ráp, nếu chúng ta ráp sai thì chúng ta không thể nào chỉnh chỉ đẹp được, bắt buộc nhé. Rồi, chúng ta bỏ suốt vô. Thì khi hai bước này mà chúng ta đã đảm bảo là chúng ta đã đúng hết rồi á, thì lúc này chúng ta sẽ đi vào đường may nha. Để mình chỉnh cho chị mọi người cách chỉnh chỉ trên và dưới nha. Đây. Thì đối với máy gia đình đó, thì để chỉnh chỉ đẹp á, chúng ta chỉ cần chỉnh cái tăng xong trên đây thôi. Chúng ta chỉ cần chỉnh tăng xong này thôi, là qua trái hoặc qua phải thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho mọi người coi nha. Mình để ở mức thấp đi, mình để ở mức 1 đi. Rồi mình chạy thử nha. Đây, mọi người thấy không? Chỉ dưới bị rối, bị nổi. Vì sao lại bị rối, bị nổi hả mọi người? Mọi người biết đó, đó là chỉ trên mà chúng ta để tăng xong ở bước 1 á. Tăng xong ở bước 1 nè. Là cái chỉ trên này nè, nó không có kẹp được cộng chỉ. Nghĩa là cái độ căng của sợi chỉ trên nó quá yếu, nó không có kéo được cộng chỉ ở dưới lên, nó sẽ làm cho chỉ dưới bị nổi. Mọi người thấy không, nổi từng cục này. Thì như vậy giờ làm sao để cho chỉ dưới nó không bị nổi nữa, thì chúng ta phải kéo cái, làm sao cho sợi chỉ trên nó căng để nó kéo cái chỉ dưới lên cho nó không bị nổi phía dưới. Thì để chỉ trên nó căng á, thì chúng ta phải tăng tăng xong này lên số cao hơn. Chúng ta tăng mức 4, mức trung bình, chúng ta chạy thử. Rồi chúng ta chạy nha. Đây, mọi người thấy không? Chỉ trên thì là đẹp rồi đó. Chạy coi chỉ dưới nha. Rồi, chỉ dưới nha. Rồi. Chỉ dưới cũng đẹp luôn. Đẹp không mọi người? Đó, chỉ dưới đã đẹp rồi nha. Thì nếu mà hai lực chỉ á, ở trên và ở dưới nó bằng nhau á, thì đường chỉ chúng ta sẽ đẹp. Nó cân bằng. Nó giao nhau ở cái
ở giữa cái sợi vải á. Thì lúc này chị rất là đẹp nha. Này bây giờ mình sẽ thêm một cái ví dụ khác. Ví dụ chúng ta sẽ tăng lên mức cao, thật cao. Vậy mức 8, mức 9 đi. Đó. Mình chạy thử nha. Xem chuyện gì sẽ xảy ra nha. Mọi người thấy không? Khi mà mình chỉnh tăng xong lên mức cao á, nghĩa là lực kéo của cái chì trên á, nó căng thì xảy ra hiện tượng là nhăn vải, bị nhăn nha mọi người, nhúng lại luôn đó, nhăn nhúng lại luôn. Thì bây giờ ta khắc phục cách nào mọi người? Chì trên bị căng quá. Trên căng quá làm rút hết vải lại. Thì bây giờ để khắc phục, giật ra cái đứt hết này. Thì để khắc phục điều này, chúng ta phải giảm lại, giảm cho xuống mức thấp. Chúng ta giảm về mức 4 lúc nãy nha. Rồi chúng ta chạy tiếp nha. Thử xem nào nha. Rồi, đường chữ chúng ta đã đẹp lại rồi nha mọi người. Đó, đã đẹp lại rồi. Đã đẹp nha mọi người. Thì ở đây mình xin nói mọi người một điều là quy trình chỉnh chị như này nè. Nếu mà chúng ta thấy chị ở dưới nó bị nổi thì chúng ta phải tăng lên, chỉnh cái động cái tăng xong rồi nè, nó vẫn tăng xong rồi, chỉnh tăng xong rồi tăng lên, tăng từ từ lên số cao lên, thì để cho nó kéo sẽ chỉ trên nó kéo còn chỉ dưới lên, cho nó không bị nổi chỉ dưới. Còn đối với những trường hợp nào á mà nó bị nổi chỉ trên á, nghĩa là chỉ trên căng, thì chúng ta phải nhả ra để cho chỉ trên nó giảm giảm cái lực căng chỉ trên đi, thì chỉ dưới nó bị nó kéo chỉ trên xuống thì nó không bị nổi chỉ trên nữa. Chúng ta phải giảm giảm về đó, nó giảm từ từ, chúng ta may thử coi như nào. Khi mà chị nó đẹp rồi chúng ta ngưng không chỉnh nữa nha. Đó, thì đối với mấy gia đình chỉnh chị đẹp thì chỉ có nhiêu đó thôi nha mọi người nha. Rồi có thắc mắc gì thì mọi người cứ comment ở dưới bình luận nha, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho từng người luôn. Và mọi người thấy video này có ích đó, thì hãy cho mình xin một like, share, comment và đăng ký kênh nha mọi người. Thì mọi người mà muốn khắc phục cái mấy gia đình mà bị rối chị gậy kim bọ muỗi á, thì mình cũng đã có làm video ở trong cái trang của mình á, thì mọi người vô xem những video khác của mình nhé. Rồi xin thân ái chào tạm biệt mọi người.